cậu. À, chào chị. Tại con cũng đang xem live của cậu á, mà cái con nhắn cũng lâu rồi mà con nhắn được, có gì được cậu gọi hay không? Nào, chị có việc gì? Cậu nghe con nói không cậu? Giới thiệu đi. Dạ. Con tên là Nguyễn Hồng Nhi, con sinh năm 89. Thì Chị ở đâu? lúc mà con còn nhỏ, con đang sống ở bên Bình Chánh. Hiện tại con đang đi làm công nhân. Tại hồi nhỏ thì con có bỏ một đứa, mà bây giờ lớn lên rồi cái con suy nghĩ lại, con cũng có đi lên chùa, con gửi bé, nhưng mà cái cảm giác con giống như là bé nó không có được siêu thoát đâu. Con cũng có đi cầu siêu rồi, con chỉ mong là được gặp bé để mà con xin lỗi, thì con cũng hay đốt đồ với lại quần áo này kia cho bé đó. Chị nói lại từ đầu đi, Thì không hiểu. Chị nói lại từ đầu đi, không hiểu. thì hồi lúc mà con 18 tuổi thì là con có em bé, mà dạng giống như là lúc đó nhà nghèo quá, cái con cũng không có tiền, thì là con mới bỏ bé. Thì bé cũng giận cậu, rồi sau này mấy năm sau cái con lớn lên rồi, lớn hơn một chút nữa, cái con hiểu biết được rồi, con cũng có tìm hiểu về Phật pháp nhiều á, thì con có đi lên chùa Từ Quang ở Bình Chánh á, con có gửi bé, tại vì cái chùa đó là chuyên cầu siêu cho vong linh thai nhi á cậu, thì con gửi bé ở đó, rồi con cũng có cúng cầu siêu luôn, rồi cũng lên thăm bé, rồi mua bánh mua sữa rồi mua quần áo gửi cho bé. Nhưng mà cái lúc mà con đi về dưới quê á, thì thấy có người mượn xác của mẹ con á, dạng giống như người trong gia đình đó mượn xác của mẹ con về, thì con cũng có hỏi là thằng nhóc nó có chịu đi tu tập không, thì nó nói là nó không có đi, nó đi theo con, cho nên là con mới nhắn tin cho cậu á, con hỏi là có thể cho con được nói chuyện với bé không để con xin lỗi bé, rồi con khuyên bé tu tập. Chị đặt tên cho nó chưa? Dạ rồi, con đặt bé tên là Tấn Phát. Sao chị biết là nó chưa đi đâu? Nó vẫn theo chị. Dạ Sao chị biết nó là vẫn theo sao cậu? chị? Sao chị biết nó vẫn theo chị? Dạ tại vì lúc mà con với mẹ con đi về dưới quê á, thì có một người thân ở trong gia đình con chết trẻ á, là mượn xác của mẹ con về, tại vì cũng hay về con, mẹ con á là người mà xác mà người ta dễ mượn á, cho nên là cậu con về, cái con cũng mới hỏi là con có bỏ em bé vậy đó, là con có gửi nó lên chùa, cái cậu con mới nói là nó không có ở chùa, nó đi theo con á, À. là nó ủa dạ Thế sao lúc đó chị không nhờ người ta cho ngồi con chị vào người ta luôn? không gì, con cũng không có hỏi nữa, chỉ nói tới lúc đó thôi, rồi nói là em bé nó giận con á, tại vì con không cho nó được sống. Vậy à? Dạ Bây giờ chị muốn gì? dạ bây giờ con nhờ cậu cho con được nói chuyện với con muốn xin lỗi con của con, và con muốn khuyên con ở chùa tu tập, cần tại vì con cũng có phát nguyện đọc kinh Địa Tạng với lại ăn chay 49 ngày cho bé, để mà cầu siêu cho bé cậu, để mong giảm bớt tội nghiệp của con đã gây ra cho bé. Nói thật nhá, cậu không thích ngồi gọi hồn mấy cái chuyện dễ như này lắm. Nói thật đấy, nó không có gì thú vị hết ạ. Và nó cũng không có mang lại những cái bài học gì cho mọi người cả.
Thế là rồi. Dù sao thì thấy chị cũng là người biết tu tập và biết thương con, sẽ ra chị gặp. Con cảm ơn cậu. Ngày mai cầm 500 nghìn, xong rồi mua cho cậu hết gạo nhé. Xong rồi Mua chia gạo không hả cậu? xong rồi chia ra làm 5 phần đem tặng cho cậu làm bà cụ nhé. Ở vùng đấy nhiều hơn gì đâu, đúng không nhỉ? Và có điều kiện như sau này. Bây giờ cậu sẽ gọi con chị. Tôi sẽ gọi có thể là con chị, cũng có thể là bất kỳ một đứa trẻ nào đó. Chị sẽ phải cậu sẽ hỏi chị đó có phải con chị hay không. Chị trả lời đúng thì cậu rút tiếp, trả lời sai thì coi như nghỉ nhé. Để xem là cái tình cảm của chị dành cho nó đến đâu. Nếu chị dành cho nó tình cảm lớn thì chị sẽ cảm nhận được. Đấy chứ? Dạ, con hiểu. Đi cậu nhờ đấy. Nào nhóc, lên đây. Sang đây. Nào, theo chị thì đây là con chị hay không? Chị dùng cái gì? Chị nói gì cậu không nghe thấy gì cả. Chị xem lại cái giác của chị đi, không nghe thấy gì đâu. Cái gì? Để con dùng trực giác của con cảm nhận Rồi con đấy, có cảm nhận đi xem có phải không? Trả lời cho cậu xem phải hay không? Xem chị trả lời đúng không? Con của con. Có phải không? Dạ. Chị chắc không? Dạ chắc. Đấy, nói chuyện đi nhá, lúc nào nó chẳng đi theo chị. Mẹ chào con. Con giận mẹ. Con. Mẹ xin lỗi con. Mình cũng xin lỗi con chị. Mỗi lần mà mẹ làm gì á, mẹ cũng hay sám hối, mẹ cũng xin lỗi con rất là nhiều. Tại vì á, hồi đó mẹ còn nhỏ lắm, dạng như cái tuổi mẹ mới lớn, mẹ chưa có biết gì hết. Hồi lúc đó nhà mẹ nghèo lắm, bản thân mẹ nuôi mẹ chưa xong, cho nên là mẹ một lòng mẹ bỏ con. Biết là con giận mẹ lắm cho nên con mới chịu tu tập. Con thương mẹ, mẹ cũng có tụng kinh cho con thương mẹ. Con gắng ở chỗ mà tu tập được không? Con tưởng tưởng mẹ ông nhận con mẹ nhận mà mẹ nhận cho nên mẹ mới đặt tên cho con. Mẹ biết đến Phật pháp rồi mẹ mới sám hối tội lỗi của mình, rồi mẹ đặt tên cho con, mẹ gửi con lên chùa, rồi mẹ cũng gửi quần áo này kia cho con. Mỗi lần mà mẹ đọc kinh hay cái gì đó là mẹ đều hồi hướng cho con, đều hồi hướng cho ông ngoại hết. Cái mẹ đâu, cái lúc mà mẹ bỏ con á, đó là cái chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà bây giờ
Mẹ cảm thấy rất là hối hận. Mẹ không thương Mẹ thương mà. Mẹ thương con cho nên là mẹ mới nhờ cậu giúp cho mẹ được nói chuyện với con. Nên tiên, mẹ xin lỗi mà. Không có. Hồi đó thì mẹ không có hiểu biết. Thì mẹ chỉ nghĩ con giống như chỉ là một cục máu thôi. Nhưng mà sau này á, mẹ đọc nhiều kinh, mẹ nghe giảng pháp nhiều, mẹ bắt đầu mẹ mới hiểu. Cho dù con chỉ mới hình thành thôi, con cũng có dòng hồn. Lỗi. Con tha lỗi mẹ được không? Mẹ thương mà. Mẹ thương nên cho nên là mẹ mới làm tất cả mọi thứ. Thì cho dù mẹ có làm từ thiện, mẹ bố thí hay là cái gì đó, mẹ đều hồi hướng cho con hết. Chính là cảm ơn tội của mẹ. Thứ hai đó là cho con sớm sớm được đầu thai chuyển kiếp. Chỉ mong con có lấy hiệu ở chùa tu tập. Mỗi lần mẹ ăn cái gì mẹ cũng kêu con về ăn chùa đó. Mẹ thương mà mẹ bỏ tuần. Đó là cái sai lầm lớn bây giờ. Tính đi. Để con ở chùa, con có chịu ở chùa không? Phá hả? Con nghe lời mẹ, con sẽ ở chùa tu tập nha. Mẹ ở đây á, mẹ cũng sẽ làm nhiều việc thiện. Mẹ đi làm bố thí, mẹ làm hết. Mẹ hỏi muốn cho con với ông ngoại. Con hứa với mẹ được không? Con chỉ ngồi ở ngoài thôi. Vậy hả? Con hỏi ông ngoại rồi con không được học học kinh gì đúng hả? Ở chùa có ai ăn ý con không? Con đứng ở ngoài, con có nghe được thầy giảng pháp hay không? Tụng kinh gì không? Con có đọc theo không? Con gắng đọc theo mấy thầy nha. Rồi ví dụ mỗi lần mà mẹ có đọc, đó mẹ kêu về mở cái nghe rồi xem cái con mà đọc. Em bỏ con đâu. Mẹ đã bỏ con một lần rồi. Mẹ không bỏ con thêm một lần nào nữa đâu.
con có cần gì nữa không? Thì có gì mai mốt mẹ đọc kinh rồi mẹ kêu con về đọc chung với mẹ nha. Con hết giận mẹ chưa? Bớt chưa? Bớt giận mẹ được chút nào? Nói mẹ nghe đi bác. Nào, khóc thế thôi, khóc chỉ khóc lắm thế. Câu hỏi nào? Thế bao giờ? Thế bây giờ con có vẫn muốn bên cạnh mẹ à? Tại sao cho xin vào chùa ông vào? À, không được vào trong. Thế bây giờ con muốn như nào? Bây giờ cứ đi theo mẹ nhá. Xong rồi làm nào chẳng? Xong rồi khi nào cậu làm cầu siêu ở trong Nam thì mẹ đăng ký rồi nhá. Đến lúc đấy thì nhớ đi siêu thoát nhá. Được chưa? Bây giờ tạm thời đi theo mẹ rồi nghe mẹ đọc kinh nhá. Ừ. Đứa bé này nó ngoan lắm nhá. Chứ nó không có giận hờn gì nhiều đâu nhá. Không có như người ta bảo là nó thù hằn gì chị đâu nhá. Đứa bé này rất là ngoan và hiểu chuyện. Thế thôi nhá, con lại về con bám chân mẹ như thường ngày đi nhá. Bữa đấy nó đang bám chân chị đi. Vậy nhá, chào con. Chào con. Vậy nhá, chào chị. Dạ con sao đâu. Ngày mai là con đi mua chia làm mua gạo chia làm 5 túi phát cho 5 bà cụ bất kỳ trên đường ốm cậu. Ừ, cứ nhìn mấy bà cụ nào khổ khổ là được nhá. Dạ. Với lại con nhớ phóng xanh được. Ở phóng xanh thêm được, tùy chị nhá, được thế thì càng tốt. Và nhớ nhớ là phải chăm chỉ tu tập nhá, để con chị nó hàng ngày đọc kinh cùng nhá. Dạ. Đọc kinh thì nhớ bảo nó đọc theo nhá, chứ nó chỉ có đừng đứng ngồi nó nghe thôi, nó chưa được đọc theo đâu nhá. Dạ. Con cảm ơn cậu nhiều cậu. Ừ. Chị biết tại sao cậu lại gọi cho chị không? Dạ. Bởi vì nói thật là cậu không thích mấy cái việc nhàm chán này đâu. Bởi vì là thứ nhất ấy, tuy là chị nghèo nhưng chị là người hiền lành thật thà. Thứ hai ấy là chị cũng biết tu tập, mà chị tu tập thì cậu thấy hơn rất nhiều người. Thế chị đọc nhưng mà chị biết sống bằng cái tâm, sống bằng cái con người thật của chị. Đấy là điều mà cậu thích. Thế cậu gọi giúp chị. Dạ. Chứ còn nói thật tại là con, cậu không con thích làm mấy cái kiểu này ở đâu. Chỗ nào con cũng không biết, tại vì con cứ gọi mỗi lần mà con đọc kinh á thì con cứ nói là mọi người ở đây ai mà sát bên con nghe tiếng con gọi thì cứ về đây đọc với con được nhá. Chị làm thế rất là tốt, cứ cố gắng mà làm, bởi vì là cậu thấy vong linh ở đấy
thấy họ rất là hiền. Đấy là nhờ vào cái công lao mà chị đọc kinh hàng ngày để họ cùng ngồi nghe họ đọc đấy nhé. Nên cứ chăm chỉ mà làm. Thấy phòng của chị còn được các ngài Tam Bảo gia hộ thôi cơ, thế nên phòng chị rất là ấm. Cứ cố gắng mà tu tập cho tốt nhé. Dạ Vậy con nhá. cảm ơn cậu. Ừ, nhá. Chào chị. Dạ con chào cậu. Ừ.